nếu như mà mỗi một người Việt Nam chúng ta. Dạ, bây giờ vừa rồi em chứng kiến một ít phút mà hướng dẫn chữa đau khớp gối của Việt Đóng Huyệt và chị Liên Tâm mà thấy ngay trước mắt, thì xin em xem có ý kiến gì không ạ? Xin kính chào toàn thể các bác, các chú, các chị và các bạn thân mến. Thực ra thì đây không phải đầu tiên mà tôi đi tham dự cái buổi này, vì anh Châu cũng biết cách đây là mấy năm rồi. Đặc biệt là khoảng 2 năm gần đây thì do nhân viên đặc biệt mà từ đó anh Châu liên tục trên cũng rất là biết được pháp môn của anh Châu và cũng biết được công việc của anh Châu. Thì đúng như anh Kiêu đã nói là một trong những cái tâm nguyện tôi nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta cũng có tác là anh Châu muốn rằng là tất cả những người Việt Nam chúng ta sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho chính mình và chữa bệnh cho người thân của mình. Tôi đã từng đi với anh Châu đến một số các gia đình bệnh nhân để nhờ anh Châu chữa bệnh. Thì có một đặc biệt là khi đến nơi thì anh Châu bao giờ cũng sẽ kéo vợ, kéo chồng, kéo con, kéo cháu của bệnh nhân ra và đích thân anh Châu chỉ dạy cho họ bấm huyệt, xoa chân, bóp tay cho chính bệnh nhân của họ. Thì anh Châu nói rằng là anh Châu rất đông bệnh nhân và nếu như mà anh Châu đến từng nhà chữa bệnh như thế này thì cùng lắm một ngày cũng chỉ chữa được khoảng vài chục người thôi ạ. Mà trong khi bệnh nhân ở Việt Nam thì quá đông, có lẽ đến hàng trăm ngàn người, thì anh Châu không đủ sức. Thứ hai nữa là cái tình yêu thương của anh Châu cho cộng đồng người Việt dù có lớn thế nào trong nước cũng không thể bằng tình yêu của chính người vợ cho chồng, cũng không thể bằng tình yêu của con dành cho bố mẹ. Cho nên là nếu như mà mỗi một người Việt Nam chúng ta có ý thức học hỏi những pháp môn của anh Châu và nếu như mỗi người Việt Nam chúng ta áp dụng cái phương pháp đó cộng với tình yêu thương của mình dành cho chính người thân của mình, thì tôi tin rằng là những bác sĩ nằm trong chính ngôi nhà của mình rồi. Cho nên hôm nay tôi rất là vui khi mà thấy anh Châu, đặc biệt là anh Kiêu đã có một cái đại ý là mời đoàn anh Châu đến đây để chia sẻ những pháp chữa bệnh thần bí của Việt Nam của chúng ta, cho chính của Việt Nam của chúng ta, thì cũng rất là hoan nghênh. Mà tôi hy vọng là trong tương lai không riêng Văn Miếu ạ, mà rất nhiều trung tâm văn hóa, rất nhiều cơ quan có dịp cùng mời anh Châu và cùng chị đến chia sẻ. Và tôi hy vọng là trong tương lai khoảng 10 năm nữa, mỗi người Việt Nam chúng ta là một bác sĩ. Xin cảm ơn ạ. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.